Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. Em ơi,
đầy bụi cho cây và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình tứ một vầng trăng nghiêm bén lén bên em một đàn đầy hoa thiên lý êm đềm sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau hương vị đồng quê thơm dịu ra những con đường vắng sương mờ
cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lại giật mình nhớ tới ai, hãy chờ em ơi nhé và hãy cho nhau xem. Ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau chia miên. Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Hồn thức ta nhìn nhau, hẹn nước cho ngày sau. Trọn đời mình bên nhau đi nhé. Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Mưa xa dần hàng cây, hạt mưa mơn man giây phút này. Ai sao đưa ta về bên lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Gia đình hai họ đón cái ngày lành tháng tốt thì hôm nay họ nhà trai xin chào tôi nhà trai bỏ cái lề ngồi ra cùng tiếp cái ngày để dựng gia đình được cả vào ngày mừng khảo học mừng vào khảo hai họ như vậy thì đến họ nhà trai á thì đến gia đình anh chị người trong thành lắm á có người giáo hai năm gái hôm nay nói làm lại còn để ơi chào thầy tối á cầu gọt là ép mẹ của thầy tối là cầu gọt là ép cây lúc hạ nhau bây giờ bác cháu đi nốt
người ta giới thiệu lần lượt để tao đây ta tìm hiểu tao giới thiệu cả những nhiều lắm những hoàn cảnh của người thôi. Cảm ơn họ nhà trai và chúc họ nhà gái và chúc hai họ chúc hai gia đình hạnh phúc mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Sau khi họ nhà trai đã có cái lời diễn đạt về thì họ nhà gái cùng xin phép thì đến tại thời điểm đi thì tình hình của con của cháu và của các gia đình thì như đang họ là chuẩn bị cái tinh thần chú đạo. Thì lời đầu tiên là thay mặt cho họ nhà gái và thay mặt cho toàn thể mọi người ở đây xin chúc họ nhà gái là một cuộc bước đi là đầy vui vẻ và phấn khởi. Xin chúc mừng. Và còn để tôi theo cái vị tục tuần phẩm thì cùng xin hỏi nhà trái cái thế này. Ta thì thường thường có đến ăn hỏi hoặc lần cử chỉ thì gọi rằng là có đại diện của gia đình, bố mẹ cũng như là con dâu con rể vào thắp hương cho tổ tiên ông bà.
ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu. Tình yêu trao gửi thân,
xin giới thiệu là cái giờ mà họ để có nhân là đi xin cháu ạ, là 10:15 là họ nhà tái ở trên bắt đầu về chuyển bánh ra đi. Còn lễ tổ chức tại nhà tái là đúng 11:35 là tổ chức, là con dấu ra khỏi nhà là 11:10, 5 phút đến 15 phút là dấu ra khỏi nhà. Là trong cái quá trình đó là cũng thông báo để cho coi như là bên hội nhà gái cũng là được biết. Rồi xin chúc sức khỏe hai họ, hai gia đình, toàn thể bạn bè nắm được gần xa, sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là theo bên hỏi nhà gái thì ngày đi giờ đi sân khấu là 10 giờ hơn.
mà giờ đến tổ chức là 11 giờ hơn, rồi là giờ tá ra đi là 11 giờ hơn. Như vậy là xin thông báo với mọi người để là mọi người chúng ta biết con này. Xin chào khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đá mòn, chỉ câu kia muốn kia vẫn còn. Tìm cầu tre cho chàng là bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tắt tình tình tăng, cầu tre tắt tình 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 rằng nhớ ở đây. Thương nhau mà thương nhau, cười áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi. Trời, từng ngày anh vẫn luôn
chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Thầm mong suốt đời. Sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu
con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi một thay có con lợn quay. Rồi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm. Xin cảm ơn hội nhà gái để làm cả cái thủ tục theo cái mỹ tục quân phóng đám cưới. Và hiện nay có cái thủ tục là đến xin dâu. Tôi cùng mời cháu, hai cháu đã xin chào họ và để theo cái thủ tục thì rất là đảm bảo. Mời hai cháu thì cho cái thu ra đó là coi như là bỏ quá rồi đấy. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống. Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng là thu rơi, nơi rừng thông xuyên địa đàng. Tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi, rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi,
anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào.
trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre thân màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình không tính đi thôi. Và xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị quan khách đã đến với buổi lễ đăng quang hạnh phúc của chú rể Văn Linh sánh duyên cùng cô dâu Thúy Hiền ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, những người làm chương trình, trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Trinh Trang xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân quý và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội hôn, vậy là hai bông hoa, hai nhân vật chính đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Văn Linh và cô dâu Thúy Hiền. Họ đã tay trong tay, mang theo đó tất cả những điều tuyệt vời nhất, mang theo đó tất cả những niềm vui sướng trở về với bến bờ yêu thương của mình rồi. Và tất cả quý vị cũng đã vừa thực hiện xong một cuộc hành trình mang đầy những hơi thở của nắng và gió, một cuộc hành trình gắn kết những tình cảm đong đầy yêu thương giữa hai đại gia đình, từ họ nhà gái thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh về với chủ hôn họ nhà trai bên cách chúng tôi, tiểu khu 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Vậy là bây giờ trong suối thì cũng đã dồn về một sông, mà trong sông cũng đã dồn về biển cả. Quý vị có mặt ở nơi đây thì Tam Sơn, Tứ Hải, Giao Bản Hữu, gia đình hai họ thì tình hiền nhân nghĩa kết xuôi ra. Cho nên có thể nói rằng hôm nay sum họp trúc mai, tình trong một khắc bằng nghĩa giải thì trăm năm. Hôm nay Tứ Hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và rồi quý vị biết đấy, lời chào thì luôn cao hơn mâm cỗ, thay cho những lời chia sẻ cũng như thay cho những lời cảm thông. Xin được trân trọng kính mời tân lang và tân gia nhân, chúng ta khẽ cúi đầu xuống để gửi tới lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách trân trọng và kính mến, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng và rất đặc biệt. Và để rồi, khi nhắc đến tình yêu thì chắc hẳn mỗi trái tim, mỗi nhịp đập của chúng ta đều sẵn sàng với những niềm cảm xúc khác nhau. Bởi lẽ trong tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc và riêng biệt của nó. Trải qua những năm tháng đợi chờ, những năm tháng đi hò về hè, thì chú rể Văn Linh và cô dâu Thúy Hiền đã chọn ngày lành tháng tốt, đó chính là ngày 22 tháng 9, tức là ngày 6 tháng 8 năm Canh Tý, để chèo lái con thuyền cập bến bờ hạnh phúc của mình. Và một điều đặc biệt ngày hôm nay đây, những bức tranh tình yêu đầy đủ cung bậc cảm xúc, đó chính là sự hiện diện chụp của toàn thể quý vị quan khách đã mang những tình cảm, hơi thở tình yêu gửi tặng cho tân lang và tân gia nhân. Một lần nữa, những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Trinh Trang xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Chúc cho toàn thể quý vị quan khách có một buổi trưa thật vui vẻ, thật ngon miệng. Thay cho mọi lời chúc, chúc cho tân lang và tân gia nhân trăm năm tình viên mãn,
bắt đầu nghĩa phụ thê. Và ngay lúc này đây, không để tất cả quý vị và chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố buổi lễ đăng quang hạnh phúc của chú rể Văn Linh sánh chuyên cùng cô dâu Thúy Hiền chính thức được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị quan khách thân mến, quý vị biết đấy, để có được một ngày vui, một ngày hạnh phúc thật tròn vẹn, và đặc biệt là trong giây phút thiêng liêng và cao quý này đây, thì chắc hẳn những dòng cảm xúc của tân lang và tân gia nhân chúng ta phải nói lên rằng là bồi hồi, là xúc động, là lòng biết ơn. Ngàn lời nói, vạn hành động cũng không thể để đáp hết những công lao nuôi dưỡng, sinh thành, dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha, làm mẹ. Và rồi quý vị biết đấy, nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mà mây trời lồng lồng thì không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở cho con. Và xin được đưa lời cho tân lang và tân gia nhân, xin được gửi lời cảm ơn, những lời cảm tạ, những lời tri ân sâu nặng nhất đến hai bố, bố Khanh và bố Công, đến hai mẹ, mẹ Long và mẹ Thảo đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con lớn khôn thành người. Và để mở đầu cho đại lễ thành hôn chúc mừng cho tình yêu của chú rể Văn Long và cô dâu Thúy Hiền, chúng con cũng xin trân trọng kính mời một bác đại diện phía hai gia đình cũng sẽ có những lời chia sẻ, những lời căn dặn. Xin trân trọng kính mời bác. Xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của hai bên gia đình, hai bên dòng họ, chúng ta trở về với sân khấu để có những tâm tư tình cảm gửi gắm đến toàn thể quý vị, cũng như những lời dặn dò đến với hai con, hai cháu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa hai gia đình, kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể hữu trường, hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 năm Canh Tị, ngày hạnh phúc của hai cháu. Lời đầu tiên chúc hai gia đình, hai họ vừa bắt tổ chức vừa toàn thể hữu trường ngày vui của hai cháu. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe của hai gia đình, hai họ và toàn thể hữu trường. Lời đầu tiên chúc sức khỏe, hạnh phúc. Còn qua hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai họ cùng hữu trường và ban tổ chức tổ chức ngày vui trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Xin cảm ơn của các vị đã có mặt hôm nay. Vì lần đầu tiên là cùng ngày vui của hai cháu, rất hân hạnh đón tiếp họ nhà gái, toàn thể hôn trường, bạn bè thân hữu gần xa. Chúc sức khỏe, chúc cả hai cháu hạnh phúc trăm năm. Cuối cùng xin chúc toàn thể hôn trường sức khỏe thành đạt. Xin hết. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những lời dàn dò, những lời phát biểu đến từ đại diện của hai bên gia đình, hai bên dòng họ. Và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ gắn kết tình thông gia, đời đời keo sơn bền vững. Chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể mãi mãi xanh tốt, mãi mãi trường tồn theo thời gian. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách trân trọng và kính mến, trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ đi bến bờ hạnh phúc của mình. Và điều đặc biệt hơn nữa, những điểm nhân duyên đó đã đến với tân lang và tân gia nhân, chú rể Văn Long và cô dâu Thúy Hiền trong buổi trưa ngày hôm nay. Và rồi quý vị biết đấy, từ cái thủa hồng hoang khai thiên lập địa, khi con người chúng ta sinh ra, họ đã biết không thể sống cô đơn một mình. Và rồi chờ cái ngày phán xét cuối cùng của Thượng Đế, khi âm dương giao hòa, thì lúc đó đôi nam nữ cũng đã biết tình tứ, yêu đương. Họ muốn đến bên nhau, muốn sống bên nhau để xây dựng một tương lai, một mái ấm gia đình tràn ngập những tiếng cười, hạnh phúc thưa quý vị. Và rồi để chứng minh cho một tình yêu của họ ngày đêm trao cho nhau và ngày đêm cống hiến cho nhau, ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Linh và cô dâu Thúy Hiền hãy cùng quay mặt vào nhau, cùng trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới và cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của tình yêu,
đó là kỷ vật để minh chứng cho một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, chiếc vòng nhẫn cưới không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Có thể nói rằng tình yêu của chú trẻ Văn Long dành cho cô dâu Tí Hiền là mãi mãi là vĩnh cửu, để rồi đước tình yêu không bao giờ tắt, hoa tình yêu nở mãi không tàn. Kể từ giờ phút này họ đã thành vợ thành chồng. Một tràng vỗ tay thật lớn từ toàn thể quý vị được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất tuyệt vời. Họ đang tay trong tay trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới thưa quý vị. Chiếc vòng nó có điểm đầu cũng không có điểm cuối, cũng như tình yêu của họ ngày đêm trao cho nhau và ngày đêm cống hiến cho nhau. Và tiếp ngày sau đây xin được trân trọng kính mời hai em hãy cùng đang trả tay nhau tiến gần hơn đến những thắp bánh phu thê của mình, để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi những ưu việt trong cuộc sống, cùng nhau nếm trải những mật ngọt của tình yêu. Xin mời. Thưa quý vị, tình yêu là một phép màu và là một nhiệm màu rất kỳ diệu. Để rồi nắng không thể làm tan chảy một trái tim giá lạnh, mưa không thể xóa đi những ký ức thương nhớ, và gió không thể cuốn đi những nỗi nhớ còn cào. Chỉ có sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ và một tình yêu chân thành mới lấp đầy những khoảnh khắc trong tim. Như vậy, họ đã chạm đến những chiếc bánh, có nghĩa là chạm đến những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Và mỗi chiếc bánh phu thê ở đây là chiếc bánh tượng trưng cho những gì tinh túy, tượng trưng cho những gì tốt đẹp nhất sẽ chờ đón hai em trong cuộc sống vợ chồng tương lai. Và tiếp ngày sau đây, xin được trân trọng kính mời Văn Linh và Thúy Hiền, chúng ta cùng tiến gần hơn đến những tháp ly và những chai rượu sâm banh, để chúng ta đến với nghi lễ khui rượu sâm banh khai mừng tiệc cưới. Xin mời. Quý vị, ngay bây giờ chúng ta đang nhìn thấy chú rể Văn Long của chúng ta đang thể hiện sức mạnh của mình bằng việc mở những chai rượu sâm banh, và cùng với cô dâu Thúy Hiền sẽ rót tràn những ly rượu trên tháp rượu tình yêu này. Hãy sóc thật mạnh và mở thật kêu đi chú rể ơi. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, ngay lúc này đây những dãy bàn tiệc, những chủ buổi cao quý với rất nhiều những món ẩm thực vô cùng ngon miệng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà chú con họ nhà trai chúng tôi đã cần đỉnh chú đáo chuẩn bị để dành tặng đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời các vị khách quý, chúng ta cùng nhau rót đầy những ly bia, những ly rượu của mình để cùng uống chung vui với tân lang và tân gia nhân. Xin mời toàn thể quý vị. Quý vị, chắc hẳn chúng ta cũng đã biết rằng trong ngày vui hạnh phúc, rượu sâm banh là một thứ không thể thiếu. Và để rồi, rượu là sự biểu tượng cho sự chiến thắng. Và chú rể và cô dâu cũng vậy, đã trải qua những cung bậc cảm xúc tình yêu. Và để rồi ngày hôm nay đây, họ đang đứng trên lâu đài tình ái của mình. Và những dòng rượu mà cô dâu và chú rể đang chảy ở đây tượng trưng cho những con suối bé nhỏ ngày đêm miệt mài chảy mãi, chảy mãi, chảy mãi, cũng như tình yêu của họ ngày đêm trao cho nhau và ngày đêm cống hiến cho nhau. Thật đúng là dầu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao hồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung, chung thủy sắc màu tình yêu. Sẵn sàng chưa? Và bây giờ 1 3 chúc mừng hạnh phúc, một tràng vỗ tay thật lớn đến từ toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta đã được chìm đắm trong những khoảnh khắc tuyệt vời mà chú rể Văn Long và cô dâu Thúy Hiền đã dành cho nhau. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những món quà đặc biệt đến từ những người bạn thân, đến từ chú rể và cô dâu. Và món quà đầu tiên đến từ em Sương, là em trai của bạn thân chú rể, và anh đang làm ở xa nên em thay mặt cho anh gửi đến món quà cho chú rể và cô dâu. Xin được kết nối với món quà đến từ em Sương. M-
Một lần nữa xin được trân trọng kính mời em Dương Hánh nhanh chân của mình trở về với sân khấu để cùng gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình với món quà vật thể dành tặng chúc phúc cho tân lang và tân gia nhân trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Dương. Xin trân trọng kính mời món quà của em Bùi Đức cũng chuẩn bị để cùng gửi gắm đến cô dâu và chú rể. Xin được kết nối đến với món quà của hai bạn Nhật Phúc. Rất nhiều những món quà thân thương thưa quý vị. Có to tát chỉ đâu, chỉ là vàng với vàng thôi. Một lần nữa xin cảm ơn tấm chân tình của rất nhiều những tình cảm của các em cũng như những người bạn đến từ Tân Lang và Tân Gia Nhân. Rất tuyệt vời, xin cảm ơn những tấm chân tình với rất nhiều những món quà vật thể đến từ những người bạn của cô dâu và chú rể rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta vừa được chứng kiến cũng như chìm đắm vào những khoảnh khắc trong buổi lễ đăng quang hạnh phúc của Tân Lang và Tân Gia Nhân. Và bây giờ không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được trả hai bông hoa, hai nhân vật chính về với vòng tay yêu thương của tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Linh và cô dâu Thúy Hiền hãy cùng tay trong tay trở về với những dãy bàn tiệc, từng người một, từng bàn một, để chúng ta gửi lời cảm ơn, những lời tri ân, tri nghĩa, tri hữu, tri tình đến với những tình cảm của tất cả quý vị đã trở về nơi đây để cùng chúc phúc cho hai em. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời Văn Linh và Thúy Hiền. Thank you.
Xoay đắm với hai ca khúc dòng hát của chị Dì Vân đã gửi gắm những tình cảm yêu thương đến tân lang và tân gia nhân, và đó cũng chính là món quà gửi đến cho toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chắc hẳn chúng ta cũng đã biết rằng âm nhạc là một thứ gì đó không thể thiếu trong mỗi cuộc sống con người của chúng ta. Và để rồi với một buổi trưa thật mát mẻ với một không gian ánh sáng đẳng cấp chuyên nghiệp đến từ trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Trinh Trang, đồng hành cùng âm thanh ánh sáng trùng hậu cũng đã mang lại cho chúng ta một buổi trưa rất tuyệt vời. Là vui.
đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần cơm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình.